Xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà cùng với Mỹ Nguyên học về kỹ thuật vẽ cọ bản 3D mẫu hoa hồng tím nha. Chúng ta có thể coi Mỹ Nguyên vẽ rõ hơn về cách mình tán màu, cách mà các bạn sẽ đặt những cái góc cọ như thế nào để làm được cánh hoa đẹp nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sử dụng cọ bản số 3 ha, cọ bản của Phone. Rồi mình sẽ lấy màu. Màu để mình vẽ hoa hồng này chúng ta sẽ dùng màu trắng T2 và màu đen. Rồi mình cũng cùng sử dụng giải pháp là tán màu 3D. Màu bột bản Mỹ Nguyên đang xài là màu bột bản truyền thống nha. Và mình tức là dòng màu bột bản phôn á, màu tan trong nước. Thì mình nhớ là bỏ lên trên khăn giấy có thấm ướt một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ đầu tiên là những cái cánh nụ bên trong. Thì để cho có bố cục nụ úp vào thì chúng ta nhớ lưu ý một điều là mình sẽ xoay phần nụ màu trắng, hai phần trắng đâu vào nhau ha. Sau đó mình sẽ vẽ đến thêm một cánh nụ. Thì về lưu ý một điều, nếu mình để cho lộ được phần búp nụ bên trong á, thì khi mình đẩy cọ lên thì các bạn nhớ là thấy rõ được cái cánh ở dưới đã lộ ra rồi đó, thì mình mới vẽ tán ngang ra ha. Mỹ Nguyên chồng thêm một nước màu nữa cho màu được sắc sảo hơn. Về màu thì khi mà chúng ta tán đó, chúng ta lưu ý là nếu như mà mình tán thì mình chỉ tán được 3 lần trong mỗi lần tán thôi, chứ mình không tán nhiều hơn. Một số bạn là tán theo quán tính đó, tức là mình tán cho cái miếng màu đẹp, thật đẹp rồi thì lúc đó mình mới vẽ mà không lưu ý đến cái số lượt mà mình tán xuống bề mặt bản pha. Đó, thì mình có thể quan sát ở đây là Mỹ Nguyên mỗi lần tán thì tán mạnh nhưng mà mình chỉ tán 3 lần thôi. Rồi mình sẽ tán tiếp mặt còn lại. Cả hai mặt đều phải có tán nha. Rồi, thì mình lấy màu, mình sẽ lấy thêm một lượt màu nữa cho màu của mình đậm hơn, nếu mà mình thấy là màu mình có vẻ hơi thiếu màu. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ lên. Và mình sẽ vẽ cánh dòng ngoài, cánh lớn nha, đặt từ sát cạnh góc bên trái này, ấn mạnh cọ. Rồi, vẽ xòe ra, về tới cuối thì mình hơi đứng để mà mình dứt điểm cánh. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vẽ phần cánh xòe xuống dưới. Xòe dài xuống đụng phần bìa móng bên dưới luôn nha. Ok, mình thấy là hai cái bố cục khác nhau rất rõ ở chỗ là màu trắng của phần nụ thì cúp vào bên trong, còn màu cánh ngoài đó thì mình sẽ đưa cho phần màu trắng đưa ra bên ngoài. Như vậy là các bạn đã thấy được bố cục hoa đã có phần khóm nụ cúp lên rồi đúng không? Màu Mỹ Nguyên đang xài là màu bột bản phôn nha. Ví dụ như mình có thể quan sát là mã màu là mã T2, còn mã màu đen thì các bạn có thể quan sát là mã B1. Và màu trắng thì các bạn thấy là mã Y1 nha. Một số bạn hay nhầm là mã T là mẫu trắng, thì riêng màu trắng, màu đen thì mình xài theo mã tiếng Anh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Sau khi màu đã khô thì mình sẽ chồng màu, còn màu còn đang ẩm đó. Thì mình không có. Rồi, chúng ta sẽ chồng thêm một lớp màu nữa cho màu rực rỡ lên. Còn ví dụ như mà mình muốn cái cánh hoa mình hơi trong á, tức là mờ mờ thôi, thì mình không chồng cũng được nha, tùy theo chất lượng màu mà mình muốn phối cho mẫu của mình đó. Các bạn thấy là trong quá trình vẽ thì Mỹ Nguyên cũng hơi nhấn nhẹ cọ một chút ở một số điểm mà Mỹ Nguyên muốn cánh hơi có độ giợn. Tức là mình sẽ vẽ một cái lực không phải đều hết từ đầu tới cuối, mà mình sẽ mạnh ở những điểm mình muốn cánh xòe ra và nhẹ hơn ở những điểm mà mình muốn cánh có nếp giợn đó. Thì mình nhẹ dở cọ lên thì mình sẽ tạo ra được những cái nếp màu giận giợn như vậy ha. Rồi, màu đã đủ rực rỡ rồi thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Mỹ Nguyên có thể phối lá ra cho mình xem ha. Về lá thì giống như ở đây các bạn cũng không cần phải rửa cọ đâu. Nếu như mà màu lá mình chuyển thẳng luôn, mình đang để cọ màu hồng thì mình lấy hẳn luôn vào trong màu xanh và màu đen. Rồi mình sẽ tán. Thì các bạn thấy là màu hồng cũng không có ẩn nhiều vào trong phần màu mới đâu đúng không? Thì có một số bạn hay bị thói quen là mình phải rửa cọ đó. Thì thực sự ra rửa cọ khi mà màu của mình bị khô quá thì mình nên rửa. Còn ở đây thì Mỹ Nguyên vẽ liền luôn. Và màu Mỹ Nguyên cũng còn ẩm cho nên là màu phôn thì các bạn thấy rồi, màu rất là mượt và mềm. Và hiệu ứng màu thì rất là có chiều sâu. Cho nên là vì chưa có khô cho nên là Mỹ Nguyên tán tiếp tục lên trên cái bảng cọ mà Mỹ Nguyên đang xài luôn. Mọi người có câu hỏi gì thì mình có thể đặt lên đây nha, để Nguyên có thể hướng dẫn cho cả nhà mình.
Mình làm những cánh nửa bên trong để mà mình lót cho phần nụ hoa thêm độ uyển chuyển. Đây thì Mỹ Nguyên cũng sẽ tán màu lại với màu trắng T2 và màu đen nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cánh nửa, nửa chiếc lá đôi, tức là chúng ta sẽ gập thẳng. Sau đó đến đoạn cong thì chúng ta sẽ xài động tác xoay và mình dít nét vào, khác với việc mà chúng ta tưởng tượng rằng đây là một chiếc lá đơn nha. Ví dụ như ở cánh bên góc ở dưới thì các bạn sẽ để điểm tựa bên trái. Sau đó là mình sẽ ngang cọ ra, ép cọ, rồi đẩy cọ về. Tức là mình phải xài động tác xoay, nhưng mà mình sẽ xoay bằng đầu ngón tay trong quá trình mình muốn ôm cái cánh vào bên trong. Chứ không nên là mình xài chiếc lá đơn thì sẽ bị đè vào trong phần nụ là hư nha. Rồi tùy theo chỗ hở còn lại mà mình có thể điểm những cái nét. Rồi các bạn có thể thấy tiếp tục là Mỹ Nguyên cũng đang làm nửa chiếc lá đôi, bằng cách là mình sẽ xoay vào. Về giải pháp mà mình xài cọ đó thì các bạn lưu ý là khi mình đặt xuống thì mình đặt nhẹ thôi, nhưng mà bắt đầu có xuất hiện độ cong thì chúng ta sẽ ép cọ. Đây các bạn có thể quan sát Mỹ Nguyên ép một chiều màu trắng ha. Rồi sau đó mình đứng lên và lấy màu trắng đẩy vào trong, chứ mình không nằm nguyên một bảng thì có thể là màu tím nó sẽ bị lem lên phần nụ màu trắng ở bên trong đó. Thì các bạn thấy là cọ bảng 3D thì rất là thú vị đúng không? Vẽ được những cái loài hoa rất là nữ tính. Rồi sau khi có hoa rồi thì đường viền đúng là một cái vấn đề cũng rất là nan giải đối với lại một số các bạn mà yêu thích bộ môn cọ bảng. Nhiều bạn nói với Mỹ Nguyên là cô em vẽ xong hoa có thể nào không viền không, chứ em viền lên là hoa nó mất đi cái độ sắc sảo. Thì các bạn có thể quan sát cái giải pháp viền của Mỹ Nguyên ở đây, tức là cọ Mỹ Nguyên đang xài là cọ Fawn nha, của hệ thống Vĩnh Trí Beauty. Mình có thể tìm mua cái dòng cọ này. Cọ hoa văn của Fawn thì cả nhà mình yên tâm là về chất liệu cọ thì rất là dai và tích hợp được với bột Fawn, cho nên là mềm và đàn hồi tốt. Thì khi mình viền á, các bạn lưu ý là để cho hoa mình nó trở nên 3D hơn, thì các bạn thấy là Mỹ Nguyên viền lem ra khỏi cái vành của màu bột bảng một chút và móc luôn và tạo thêm một cái phần cong ở ngay phần mũi của chiếc lá hay là phần nhọn của cánh hoa. Rồi thì mình sẽ viền tiếp cho phần bên ngoài. Thì chúng ta viền thì nhớ là nhẹ tay thôi nha. Mình có thể viền vào. Và bây giờ mình đang thực hiện tới những cái nét xước. Thì để cho cánh mình có độ dợn rõ hơn thì mình có thể xài những cái nét xước. Nhưng mà những cái nét xước này thì mình lưu ý nha, mình phải cực kỳ nhẹ tay. Thậm chí là màu thì chúng ta có thể pha với lại một chút nước mà mình lấy ra ngoài bảng pha đó. Thì mình đó chấm vào trong một chút xíu nước rồi mình mới bắt đầu tiến hành viền. Bởi vì một số bạn mà viền bằng màu nguyên chất á, thì có thể là nét viền của mình sẽ bị dày và thiếu cái sự thanh mảnh. Ví dụ như Mỹ Nguyên đang viền lá ở đây cũng vậy ha. Mình sử dụng tiếp tóc cốt thường để mà mình sơn lên trên bề mặt mẫu cọ bảng của mình nha. Vì mình đang sơn màu bột bảng Fawn cho nên là mình cũng sẽ sơn bằng top coat, không xài top gel nha. Rồi, mình vừa mới xem Mỹ Nguyên vẽ xong một hoa cọ bảng rất là đẹp đúng không? Thì với kỹ thuật cọ bảng thì chúng ta phải chú ý ở những cái giải pháp là mình tán màu và mình sẽ đi những cái chiếc lá nữa, đặc biệt là nằm ở trong lõi hoa đó thì là khó nhất. Thì tiếp theo các bạn sẽ xem Mỹ Nguyên hướng dẫn mình về kỹ thuật tán màu chi tiết hơn nha. Giống như những lượt livestream trước thì về lấy màu, các bạn sẽ lấy một nửa màu đậm là bên góc trái và màu trắng bao giờ cũng kể riêng một góc bên phải. Rồi khi mình tán ra, nhớ thì mỗi lượt tán mình chỉ tán nhấp 3 lần như vậy thôi, mình không tán nhấp thêm, vì nhấp thêm thì màu được đưa ra ngoài không khí nhiều quá thì sẽ trở nên khô, trong khô thì mình vẽ lên màu sẽ không còn mướt nữa. Rồi về việc vẽ, ví dụ như Mỹ Nguyên sẽ vẽ một cặp chiếc lá nhúng và có điểm gai và xòe chiếc lá ra cho cả nhà mình có thể quan sát. Thì về điểm nhọn thì các bạn sẽ dừng cọ và mình hơi đẩy ra ngoài một tí thì để cho nét vẽ mình có điểm nhọn. Rồi chiếc lá thứ hai, mình có thể quan sát kỹ ở đây khi mà Mỹ Nguyên thực hiện nét vẽ đó, bao giờ là cọ của Mỹ Nguyên cũng nằm nghiêng, nghiêng chứ không phải đứng cọ lên đâu nha. Một số bạn là nhìn không kỹ thì cứ ngỡ là Nguyên nhẹ nhẹ và sử dụng ở mũi cọ để tán màu. Thực sự khi tán lẫn khi vẽ thì đối với cọ bảng các bạn đều phải sử dụng một cái lực vẽ mạnh và cọ mình phải để nghiêng 45 độ so với vị trí mà mình tán màu. Thì ở đây Mỹ Nguyên chồng màu lên để cho cả nhà thấy là màu mình rực rỡ hơn. Rồi
Kể cả khi mà mình nhúng vào, nhúng thì mình cũng sẽ vẫn để cọ nghiêng để mà mình đẩy cọ vào trong. Chứ không phải là một số bạn là bị căng thẳng khi mà mình nhúng cọ, thế là mình lại đứng cọ lên. Thì mình đứng lên thì màu lại bị trôi vào bên trong, là một số trường hợp là mình xoay hay là mình tán màu xong. Thì tự nhiên là màu của mình giống như màu trắng chạy vào màu xanh và màu xanh sẽ chạy vào màu trắng thì nó không có được đẹp. Rồi, thì mình cần phải hiểu ha về màu, cũng như bây giờ Nguyên sẽ chỉ mình cách sử dụng cọ hoa văn để thực hiện những cái đường viền giống như ở trên mẫu đây. Nhưng mà chắc Mỹ Nguyên sẽ xài màu trắng nha, để cả nhà mình có thể quan sát rõ hơn về cách mà Mỹ Nguyên sử dụng cọ hoa văn. Mình tước những cái đường hoa văn nè. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chấm vào trong màu để cho màu hơi động nhẹ chút xíu ở phần mũi. Sau đó mình ấn mạnh xuống rồi nhẹ hất đuôi thì chúng ta đã có được một đường hoa văn. Rồi nhẹ tay viền bên ngoài của đường hoa văn để mà mình tạo thêm một cái nếp mỏng hơn để cho đường hoa văn mình sắc sảo. Hoặc là khi mà các bạn tước những đường hoa văn á, điều quan trọng để cho cái đường hoa văn mình có được cái thế mình vẽ dễ chịu thì mình nhớ lưu ý là việc điểm tựa ha. Cũng như ở đây Nguyên thử viền một chiếc lá. Đó, nếu như mình không cần cái đầu dày thì mình nhớ là phải gạt bớt màu trong quá trình mà mình vẽ nha, để mà màu mình sẽ mỏng ngay từ phút đầu luôn. Còn giống như cái khối hoa văn Mỹ Nguyên vẽ ở dưới thì mình thấy là đầu dày thì mình mới lấy là cho màu đậm ở phần mũi. Rồi, trở lại đường hoa văn nhỏ ở dưới. Đó, chúng ta có thể lấy màu ít ít và mình khi vẽ mình hơi nhấn chút xíu thì màu sẽ đậm hơn, đậm lên ở phần đầu cọ. Rồi, mình nối những đường hoa văn vào. Và khi mà xem Mỹ Nguyên vẽ ở những nét hoa văn này thì mình có thể thấy là cái điểm tựa của Mỹ Nguyên bao giờ cũng sẽ để ở hướng kết thúc của cái hình vẽ. Tức là Mỹ Nguyên không có để ngược hướng nha. Ngoài ra thì đối với cọ hoa văn á, để đẹp thì mình nên đứng cọ trong quá trình vẽ chứ không nên nghiêng. Nếu mà mình nghiêng á, thì sẽ làm cho nét bị dày. Rồi, nhẹ tay để mình khắc được những đường nhỏ xíu hơn nữa. Thì về đường hoa văn thì chúng ta cứ thể sắp tự do thôi, như trống chỗ nào thì mình sẽ điền những cái điểm vào. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng nước top top coat truyền thống nha, để mình sơn lên trên bề mặt này. Ok, thì ở ngón cái thì Nguyên sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình một chút qua về kỹ thuật vẽ nổi. Ví dụ như một cái lớp màng ở đây thì vẽ nổi thì các bạn sử dụng cọ nổi nha, và mình sẽ xài với lại nước liquid. Rồi, các bạn sẽ lấy viên bột nổi ra, sau đó là mình tán dạng bột nổi tạo cho cái khối bột dài. Rồi, mình có thể nhấn nhẹ ở đây và mình có thể vuốt từ dưới lên trên từ khi là bột còn đang dẻo và mượt nha, không có bị khô quá. Rồi, mình sẽ ấn xuống. Ấn thì khi mà các bạn ấn á, thì các bạn sẽ xài cọ nổi tròn. Và mình ấn thì mình ấn nhẹ một điểm và cách khoảng ra để nó lên được những cái sớ gân mềm mại và mượt mà. Rồi, tiếp theo mình sẽ nối tiếp cái đường màng vào giống như ở đây, và mình nối dài lên trên phần gốc. Thì khi mà bột, các bạn để ý thấy là Mỹ Nguyên vừa mới kéo xong thì bột rất là bóng mượt và mình phải tán luôn từ khi bột còn đang bóng mượt như vậy. Và bột nổi của Fon thì các bạn thấy một điều là bột không bị lợn cợn nha. Tức là mình vẽ xong là màu đỏ nguyên chất như vậy chứ không có bị nhiễm trắng hay là bị quện màu lên. Ở đây mình có thể hướng dẫn thêm một cái chi tiết mới cho cả nhà so với mẫu, đó là mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình làm cái nơ nha. Thì một cái nơ nổi, ví dụ như mình lấy viên bột tròn, mình đặt tròn, rồi mình để tay theo hướng ngược lại với lại cái độ tròn của cánh nơ á, thì mình sẽ ấn xuống. Không biết là cả nhà có để ý thấy là tại sao mà Mỹ Nguyên tán bột mà không có bị lem màu đen hay là bị chày cái nền không ạ? Cả nhà mình say mê coi thì mình cũng có thể đặt những câu hỏi comment lên nha, để mà Nguyên hướng dẫn cho mình. Ví dụ như ở đây tại sao mà Nguyên có thể tán bột nổi mà không có bị lem phần nền hay là chày phần nền màu đen, là bởi vì nền màu đen ở đây Nguyên đã sơn gel màu đen và Nguyên đã lên top luôn, sau đó Nguyên buffer ra. Thì lúc này đó là sơn gel cho nên là yên tâm là khi mà chúng ta thao tác bột nổi ở trên á, thì cái liquid nó không có làm chày được phần nền sơn gel của mình nha. Rồi, Nguyên thực hiện luôn phần đuôi còn lại của cánh nơ. Mỹ Nguyên đính tiếp một mẫu đính đá nha, sử dụng keo và mình sẽ xử lý làm sao cho đá không bị rớt ha. Ok, thì các bạn sẽ sử dụng cleanser plus rồi mình xịt một ít lên trên giấy chùi treo nha. Thì cleanser plus thì Nguyên đang sử dụng là dòng cleanser plus của Fon.
Ở đây là nền móng màu đỏ đã được sơn top treo bóng rồi. Sau đó là mình phải lau. Khi mà mình lau thì mình lau kỹ hết tất cả các cạnh khóe của móng. Và mình lau sạch nha. Nếu mà chỉ còn bám một chút xíu dầu là không được. Mình có thể kiểm tra bằng cách là mình rờ lên trên bề mặt. Lúc này mình nghe được cái tiếng kinh kít, cảm giác nó rất là sạch bóng rồi đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đính đá, dùng cây sáp. Thì sáp này mình để mình hít được viên đá lên mà không có bị bám vào hư bề mặt. Keo thì các bạn sẽ xài dòng keo lụa của Phôn và dòng keo có cọ. Cọ này để mình định hình mảng keo cũng như là màu keo, mình sẽ thấy nó hơi hồng nhạt một chút là đúng, chứ không có xài dòng keo dán sắt nha. Nhiều bạn nói cô ơi, chắc đính bằng keo dán sắt cho chắc, không biết là cả nhà mình có áp dụng kiểu đó. Coi như là sẽ keo mà keo dán sắt thì rất là giòn nha, cũng như là sẽ bốc hơi keo màu trắng lên, làm cho mờ ố cái chân đá của mình, không có đẹp. Thì mình tô một mảng keo lên vị trí mà mình đính đá. Ở đây Nguyên đang đính đá theo một cái kiểu thiết kế của Nguyên. Nguyên vừa nhận ra là ngoài những cái việc mà mình đính nó quá đều đặn thì hôm nay Nguyên chợt nhận thấy là Nguyên muốn đính kiểu đá mảng, nhưng mà nó sẽ hơi giống như là nó sẽ thành một mảng, nhưng mà một cái mảng nó sẽ gợn sóng đó các bạn, để nhìn cho nó sẽ có thể là tạo cái cảm giác mới mẻ hơn trong mẫu mã của mình. Ngoài ra thì các bạn thấy Mỹ Nguyên đang đính lần lượt là những viên đá xà cừ, rồi đá một ly, cũng như là hạt vàng bóng. Vàng bóng đó là hạt chất liệu kim loại nha. Và một số những cái chuỗi bi thì mình cho vào cái kẽ giữa. Thì khi mà mình đính mảng như vậy nè, thì cả nhà mình cứ yên tâm là đá của mình sẽ bám rất là chắc và không có bị rớt. Giữa hạt này sẽ được liên kết với hạt kia và dựa vào nhau. Đá với sơn thường được không? Thì chúng ta nên đính sơn thường hay sơn treo gì cũng được, nhưng mà chúng ta nên đính trên nền có móng đắp bột á, hoặc đắp treo thì đá sẽ keo sẽ ăn xuống cái phần nền tốt hơn, bám chắc hơn. Đính trên sơn thường thì có thể sẽ dễ bị rớt đó. Rồi, đính đá nếu mà hay bị rớt thì thứ nhất coi lại phần nền có phải là bột và treo hay chưa. Còn thứ hai có chùi phần bề mặt nước chùi treo của mình có đủ sạch kinh kít bề mặt hay không. Và tiếp theo nữa thì coi cái dạng hạt của mình đang xài á, có phải là dạng đá mà cái đế hạt là thế hệ mới hay không. Đá thế hệ mới thì mới không rớt nha. Còn mình đính đá mà thế hệ cũ, tức là đá mà tráng bạc á, thì nếu không phải là Swarovski thì rất là dễ bị rớt. Rớt phần màu trong trong ở trên ra và chừa lại cái đế bạc. Hoặc là mình có thể xài loại keo, đúng loại keo Mỹ Nguyên đang xài ở đây thì Nguyên thấy rất là ổn, không có bị rớt. Thì mình có thể tham khảo luôn trên tay Mỹ Nguyên đang đính trên ngón cái. Các bạn thấy là Nguyên có thể định hình nó có cái phần eo và nó lem xuống dưới như vậy. Thì cái cách giống như mình khảm đá nhìn nó sẽ tinh tế hơn. Rồi, thì đó là một số các thông tin giải pháp để mình đính đá. Cùng nhìn ngắm lại toàn bộ tác phẩm hôm nay Mỹ Nguyên đã vẽ nha. Thì chúng ta sẽ thấy là có hoa hồng tím nè, rồi dẻ cọ bảng, rồi Nguyên đã hướng dẫn cho cả nhà mình đính đá và mình phối với những đường hoa văn. Bộ mẫu đã được vẽ xong rồi đó. Mọi người thấy có khó không ạ? Nếu mà có cái thắc mắc cũng như là có cái quan tâm gì đó thì mọi người có thể để lại cái thông tin ở đây về các cái mẫu móng mới hay là những cái kỹ thuật mới nào mà mình đang quan tâm, để Mỹ Nguyên tiếp tục sản xuất các cái video clip mới chia sẻ với mọi người nha. Ngoài ra thì để ủng hộ thêm tinh thần cho Mỹ Nguyên bằng cách đó là mình sẽ đăng ký nè, subscribe, cũng như là mình nhấn nút hình cái chuông để mà các bạn có thể nhận được các thông báo mới về các video clip mới nhất của Mỹ Nguyên nha. Bye bye.